Mở đầu chương trình, Hà Trinh và Thanh Ngọc xin mời quý vị cùng theo dõi những thông tin qua chuyên mục Bạn Có Biết. Mỗi lần nhắc đến lụa thì người ta thường hay nghĩ đến lụa Hà Đông, bởi vì mọi người thường hay nghe câu hát là bởi vì em mặc áo lụa Hà Đông, đúng không? Nhưng mà đó chỉ là một cách nói mang tính ước lệ văn chương thôi. Trước năm 1975, ở miền Nam từng có một loại lụa rất là nổi tiếng, từng đánh bại rất là nhiều thương hiệu lụa nổi tiếng ngoại quốc, đó là lụa Tân Châu của An Giang. Làng lụa Tân Châu là làng lụa nổi tiếng hàng đầu miền Nam. Loại lụa Mỹ A nổi tiếng khắp miền Nam thời xưa chính là một sản phẩm của làng lụa này. Hà Trinh nghe nói là trước năm 1975 thì có một cái loại lụa ngoại nhập rất là được yêu thích từ Thái Lan, đó là lụa xá xị sim. Nghe tên rất là vui, nhưng mà cũng không thể nào làm đối thủ cạnh tranh với lụa Mỹ A mà chị Thanh Ngọc vừa nói. Có lẽ là do chất liệu nó đẹp hoặc là màu sắc như thế nào đó mà chị em thời bấy giờ rất là thích, và chỉ mong là mình có được một bộ đồ được làm từ lụa Mỹ A là nở mày nở mặt rồi. Người Nam Bộ xưa có một cái câu thơ rất là quen thuộc, đó là bên nàng mặc lãnh Mỹ A, đưa đò sang chợ, tưởng xa hóa gần. Lụa Tân Châu nổi tiếng là bởi vì cái độ ống ả, mềm mịn, đen tuyền và bền màu đặc biệt mà mặc đến khi rách, vải vẫn không bị xuống màu. Người ta cho rằng cái kỹ thuật nhuộm lụa từ trái mặt nưa chính là bí quyết làm nên sự độc đáo này của lụa Tân Châu. Thực ra thì cho đến nay cũng không ai biết là chính xác cái công thức, kỹ thuật, cách nhuộm lụa Mỹ A này như thế nào. Nhưng mà theo Thanh Ngọc nói thì cũng chính xác. Ngày xưa cũng sách sử ghi lại là đã có rất là nhiều đợt chúng ta sang Campuchia để mua hàng tấn trái mặt nưa để về dùng làm lụa Mỹ A và là nhuộm như thế nào đó. Nhưng mà về sau thì người Việt cảm thấy là mình tự trồng được, tại sao lại phải mua? Thế là họ cũng tự trồng, và từ đó cũng có ít người sang Campuchia để mua trái mặt nưa này. Đặc biệt là lụa Tân Châu từng có mặt tại Singapore, Philippines và cả quốc gia nổi tiếng về nghề dệt như là Ấn Độ, bởi vì nó được giới thượng lưu và hoàng tộc thời bấy giờ rất là ưa chuộng. Đến thập niên 1960 thì ở Tân Châu đã có hàng trăm nhà dệt với quy mô lớn nhỏ khác nhau. Nhiều nhà dệt tiếng tăm còn mãi cho đến bây giờ như là Đỗ Phước Hòa, Trần Văn Tôn, Trịnh Thế Nhân, Trần Văn Nho, mà một số con cháu của họ bây giờ vẫn kế nghiệp